sao ghê. Việt Nam. Người Lào thì khá là thân thiện. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô Viêng Chăn. Và nơi Bùi Hồ đang đứng là một cái ngôi chùa. Mà thì Bùi Hồ mới qua đây thì cũng không biết là ngôi chùa này tên là ngôi chùa gì. Nhưng chỉ biết đây là một cái ngôi chùa Nam Tông. Và ở đất nước Lào, cô bác quý anh chị, thì 70-80% là người dân đa số là họ theo Phật giáo, là Phật giáo Nam Tông. Cuộc đời của người dân Lào, những người theo Phật giáo thì họ gắn liền với Phật giáo. Từ khi lúc còn nhỏ cho đến khi có những tài sản gì đó cũng đều đem vô chùa cho thầy sư làm phép. Và thậm chí là khi họ mất thì được hỏa táng và được đem vào chùa. Ở đằng sau lưng này đây là một cái khu bài bán các vật phẩm để cúng dâng lên các Phật, cô bác quý anh chị. Ở đây thì chúng ta, cô bác quý anh chị có thể thấy đi, ở đây là người ta sẽ bày bán những cái ốp chuối như thế này nè. Và ở trên này có những cái bông cúc màu vàng rất là đẹp luôn. Và với giá tiền là how much? Dạ. Đây có cái bự và có cái nhỏ hơn như thế này. Ở dưới này bằng chuối rất là đẹp nha cô bác quý anh chị. Giống như một cái mão á, nhìn dễ thương lắm. Và thậm chí là khi mà ở chùa Nam Tông thì người ta sẽ có những cái đem vào cúng những cái bông hoa trắng như thế này hoặc là màu vàng. Ở đất nước Lào có những cái điều cấm kỵ như là nếu như các bạn đi mà gặp người khác mà sờ tay lên đầu của một người khác là một điều cấm kỵ. Điều cấm kỵ thứ hai là khi mà các bạn á, đụng vào nhà sư thì được cho là xúc phạm. Cái điều đó là không nên và không đem lại may mắn cho mình. Ở đất nước Lào á, thì cô bác quý anh chị có thể biết rằng là vào mỗi buổi sáng thì các sư sẽ đi khắc thực xung quanh xóm làng. Có nghĩa là 5 giờ sáng thì các sư đã bắt đầu đi khắc thực. 5 giờ 30 sáng các sư sẽ bắt đầu đi khắc thực và trở về chùa lúc 7 giờ 30 sáng. Sorry. Việt Nam. Bây giờ thì mình sẽ đi một đoạn nữa. Ok, thank you. Các bạn ở đây thì rất là thân thiện luôn. Và thậm chí là để đi theo quay cho các bạn xem là cái sư ở đây chắc thật như thế nào ha. Xa xa kia Bùi Hồ thấy hình ảnh các vị sư đang đi lại, cô bác quý anh chị. Ở đây có một bà cụ đang đợi các sư đi ngang để chờ các thực nè. Các sư phải dậy từ rất là sớm, 5 giờ là đi rồi. Và bà cụ này phải chờ từ sớm giờ để cho các sư lại khắc thực vào buổi sáng á. Cái việc khắc thực của các sư ở chùa Nam Tông thì diễn ra rất là sớm, 5 giờ sáng là đã diễn ra rồi. Và thường thì lúc nãy cô bác quý anh chị có thể thấy là các thiếu nữ khá là xinh đẹp đang ngồi quỳ ngồi đợi chờ các sư đại đi lên khắc thực á. Và các sư được chia ra thành từng nhóm và đi khắc thực vào sáng sớm này để dùng một bữa sơ cơm sáng vào buổi trưa. Nếu như ở Việt Nam thì khoảng 10 giờ thì các sư đi khắc thực hoặc là Phật tử cúng dường, thì ở đây thì khoảng 5 giờ sáng. Và việc là đụng chạm vào một nhà sư mà coi như là một việc mạo phạm của bác quý anh chị. Các sư đi bằng chân không nè, cho theo một từng nắm gì có gì thì dùng đó. Mô Phật. Các sư này sẽ chia ra thành nhóm, mỗi nhóm từ 2 đến 3 vị sư. Và thầy sẽ đi khắc thực quanh sớm. Cũng may mắn là gặp được 3 vị sư này đi ở trong đây. Bây giờ Bùi Hồ đi một đoạn nọ cùng các vị sư để quay cho cô bác của chị thấy nha. Vị sư ở chùa Nam Tông cũng nói chung và ở đất nước Lào thì rất là được tôn kính. Việc đụng chạm vào nhà sư coi như là một việc làm rất,
rất là mạo phạm luôn. Ở ngoài trước thì quải một cái bình bát, và khi mà Phật tử cho thì các vị sư này sẽ không có thể nào mà không có nhìn vô, tại vì cúng gì thì ăn đó mà. Phật giáo Nam Tông còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, xuất phát từ Ấn Độ truyền qua Myanmar nè, Lào, Thái Lan và một số tỉnh ở Việt Nam như là Sóc Trăng, Trà Vinh hoặc An Giang. Để có được cái thước phim như thế này thì Bùi Hồ phải dậy từ khá là sớm luôn. Các sư nhỏ nhỏ như thế gọi là tu sa di với cô bác quý anh chị, phải thức từ rất là sớm và đắp y và đi các thực. Và việc đắp y của các sư thì có nhiều cách đắp y. Hay một cái là Phật tử họ nấu ăn đồ ăn rất là sớm và chờ đợi cho các sư đi đến khất thực. Mấy ngày nay thì không biết cái điện thoại mình nói gì bị cái gì mà cô bác quý chị thì hay nói là thường hay bị cái tình trạng là rung lắc. Một vị Phật tử này rồi chờ rất là sớm, đa số là các thiếu nữ của bác quý anh chị. Cảm ơn. Người ta sẽ trải một cái tấm chiếu manh, mặc cái bộ đồ Sài Gòn và ngồi đợi các sư. Khi nào sư tới thì mình sẽ để đồ vô các bát cho sư, và các sư sẽ đọc lại một bài kinh chúc phúc cho một cái ngày mới. Và việc này chỉ diễn ra từ 5 giờ sáng cho đến 7 giờ thì các sư phải về lại chùa. Sáng nay thì quay xong cái thước phim này thì Bùi Hồ sẽ về lại Việt Nam. Tí xíu nữa cho quay một đoạn nữa cho cô bác quý chị thấy ha. Các sư thường đi khá là xa cô bác quý chị. Không có gần đâu. Và chia theo từng tuyến đường hết à. Để đi một đoạn nữa coi tới đâu ha.
cái sư nhỏ nhỏ như thế này gọi là tu báo hiếu, còn gọi là tu sa di á. Dù là cái cuộc sống của người dân nước Lào á, họ diễn ra khá là chậm và thức ra khá là trễ, có nghĩa là người dân 8 giờ họ mới thức. Nhưng mà họ khi mà cúng dường cho các vị sư á, thì họ phải chờ khá là lâu. Và việc cúng dường nó diễn ra rất là nhanh cô bác của anh chị. Như cô bác của chị thấy thì khi mà họ cúng dường đó, thì dâng cho các vị sư xong thì các sư sẽ đọc lại một cái bài kinh chúc phúc cho một ngày đó. Và thậm chí là người ta sẽ đốt đèn cầy đợi cho các vị sư. Và sau khi đi thì các vị sư đi thì đèn cầy vẫn đợi ngay tại chỗ đó. Đây là một cái thành phố, ngay một cái thủ đô Viên Chăn vào buổi sáng. Bùi Hồ quay cho cô bác các anh chị biết là như thế nào. Cuộc sống khá là lặng lẽ và yên bình luôn. Người dân Lào khoảng 70-80% là theo đạo Phật, nên họ sẽ tin rằng luật nhân quả. Đó. Bây giờ mời cô bác quý anh chị theo Bùi Hồ để chứng minh về điều đó ha. Đây là những cái chiếc xe ô tô người ta mới mua. Và khi người ta mới mua, người ta mua một được một cái tài sản gì đó thì người ta sẽ được nhờ các vị sư làm phép xua đuổi những cái xui xẻo và đem lại cái may mắn cho chiếc xe của mình. Và hình ảnh trong đó cô bác quý anh chị thấy đây là hình ảnh các sư đang quấn một cái cọng chỉ màu trắng hoặc là màu vàng, là những cái cọng chỉ may mắn. Người ta sẽ quấn lên cái vô lăng nè, rồi quấn lên cái kiến hậu nè. Và đây mời cô bác quý anh chị cùng lại đây coi nha. Đây là một cái chiếc xe mới, người ta hàng hoặc là hàng tháng gì đó, người ta sẽ đem vô đây. Người ta nhờ các sư buộc những cái cọng dây như thế này để mang một đến một cái sự may mắn gì đó. Rồi hoặc là người ta sẽ làm phép đeo vô những cái tay như Bùi Hồ như thế này nè. Các sư mà tu theo thiền phái Nam Tông quá thì các sư được ăn mặn và chỉ ăn một ngày trước trời ngọ thôi. Và hôm nay thì Bùi Hồ muốn quay chia sẻ thước phim cho các sư làm phép cho các xe của bác quý anh chị. Cầu mong sự bình an và xua đuổi đi những cái xui xẻo. Người Lào thì khá là thân thiện. Sư sẽ đọc một cái bài kinh, sau này sư sẽ cột một cái vào một cái vô lăng. Dạ. Sẽ bóp que, bóp còi luôn. Dạ. Không quên lắm. Để mình đeo. Ok, chưa bao. Dạ, happy. Dạ. Dạ, chị. Cái cọng dây á, thì được cuộc
quấn vào cái công chỉ và nói đến chiếc xe luôn, là cô bác của anh chị cuột vào những cái kiến hậu á. Khi mua được một cái tài sản gì lớn á thì người ta sẽ nhờ các sư làm phép để mà cho được cầu may, mong một cái sự may mắn. Cô bác anh chị thấy có một bạn gái đang đeo một cái vòng chỉ tay màu đỏ không? Đó là một cái vòng chỉ may mắn đó. Anh này, chiếc xe của anh làm xong thì cái tay của anh cũng có một cái cọng chỉ luôn. Và thậm chí khi mà lúc nãy mà chiếc xe của chị này được cúng vào nước hoa cúc của nhà sư đó, sẽ đem lại về nhà. Đó, sẽ lên những cái đồ vật ở trong nhà đó. Họ xem cái nước này là một cái nước may mắn, đem lại sự bình an và thậm chí là tài lộc cho gia đình luôn. Ở đây là hình như là mình thấy là 10.000 kiếp và cô bác anh chị. Sẽ 10.000 kiếp là một cái cọng dây đó để, với lại một cái cọng chỉ cuộn vô cái chiếc xe. Cô này đem về nè. Bên kia cũng có chiếc xe cuộn vô cả. Người ta sẽ nói một cái cọng chỉ đó đến tay của các nhà sư và các nhà sư sẽ đọc lòng phép. Hình như là ngày hôm nay là ngày 16 thì các xe đem lại cúng hay sao á. Thậm chí chị này chạy một cái chiếc xe gắn máy nè, cũng đem lại quấn để cho hên á. Và thông tin với cô bác của anh chị á, là đường phố ở Lào á, thì họ chạy xe hạn chế bốc kèn và đường rất là sạch đẹp, thì vừa hồi sẽ quay clip sau cho cô bác của anh chị xem. Ở Nam Tông được các vị sư ở đây rất được tôn trọng và được thành kính. Vật phẩm là có cả tiền ở trên đó luôn. Các chùa Nam Tông thì các vị sư sẽ trực ở trong chùa để khi mà Phật tử có đến cần ban phước lành thì các vị sư sẽ đeo vào tay, giống như là trực ở cơ quan nhà nước.
Và sau khi cúng xe thì anh với chị này đem vật phẩm vào cúng ở trong chánh điện ở chùa đó. Phụ nữ của Lào thì họ rất là thích mặc sờ gông. Và họ mặc sờ gông kể cả đi chợ, đi vui chơi và thậm chí là cả đi chùa như thế này. Sau khi xin được phép của nhà sư thì các anh chị sẽ chạy xe về. Dạ. Chào chị. Ở đây là cái chánh điện của ngôi chùa. Ngôi chùa này được thiết kế khá là đẹp cô bác anh chị. Vào ngày hôm nay thì Phật tử đi rất là đông luôn. Đây là trong cái chánh điện của ngôi chùa. Đây các dịch phẩm được đại cúng nè. Tượng Phật ở trên đó có một cái thành mục giống như một khối đá vừa hồ không biết là gì luôn. Còn một điều mà cô bác quý chị thấy là ở chùa Nam Tông á, người ta sẽ hạn chế thắp nhang và chỉ thắp những cái ngọn nến như vậy thôi. Và vật phẩm là những cái lá chuối với lại những cái bông cúc rất là đơn sơ mà cung kính. Một phẩm gồm có chuối, dừa là hai cái này. Rất là nhiều tượng Phật khác nhau. Ở đây có cả tượng các vị sư đi khất thực. Hôm nay thì đến đây thì Bùi Hồ cũng mong cho gia đình mình hạnh phúc bình an và tài qua nạn khỏi. Sau khi bài cúng ở đây thì các Phật tử sẽ ra đằng trước đây nè, đến nhà các vị sư ban phước lành. Các kiến trúc rất là độc đáo.
Ở đây khu vực ta sinh sống. Là hình ảnh một cái đứa bé được vô chùa cho thầy làm phép để mà cầu mong sự may mắn bình an. Thường thì các bé trai thì khoảng 13-14 tuổi sẽ đi tu, gọi là tu giá xa di, còn gọi là tu báo hiếu. Các đứa trẻ thì từ nhỏ đã gắn kết cuộc đời với lại chùa rồi. Người ta tin rằng khi đeo các sợi dây mà được các sư làm phép như thế này sẽ được điều may mắn. Một cái tay thì chấp bên ngực, còn cái tay lật ngửa ha. Dạ, dạ xin chào sư. Ở Việt Nam. Dạ. Sư biết mình ở Việt Nam ha. Dạ, tiếng kêu dạ. 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 Sư có hỏi là Bùi Hồ có muốn đeo một cái sợi dây để sư ban phước lành không? Bùi Hồ nói là mới có một cái sợi dây đeo rồi. Con chúc sư sức khỏe. Dạ. Ở đây các Phật tử thì cúng tiền cho các vị sư như thế này là một điều bình thường, và các vị sư này sẽ dùng tiền bỏ vào ở trong chùa là một cái quỹ để sau này các vị sư có đi đâu hoặc là những cái chi tiêu hàng ngày trong chùa thì các vị sư có thể sử dụng. Và việc cúng dường như thế này là một điều gọi là phước đức cho gia đình và dòng họ. Và vừa rồi thì Bùi Hồ cũng đã quay một vòng về một ngôi chùa rất là đẹp tại thủ đô Viêng Chăn của đất nước Lào. Nay là một ngày cuối tuần nữa cô bác quý anh chị. Và khi đi đến đây mọi người thì cầu mong cho mình một sự bình an, may mắn và thanh thản trong tâm hồn. Và cũng là một cái nét đẹp văn hóa ở một cái đất nước vạn tượng như thế này. Ngày hôm nay lại trùng hợp là ngày 16 nên mọi người đến đây cúng cho chiếc xe của mình được bình an, chạy thì gặp đi nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Và đó cũng là một cái nét đẹp của người Lào. Và chuỗi video clip tại Lào cũng còn khá là nhiều điều hay, mới lạ và thú vị. Cô bác quý anh chị nhớ đăng ký, like, share, chia sẻ cho Bùi Hồ để Bùi Hồ có thể review những nét đẹp ở đất nước Lào cho cô bác quý anh chị xem cũng như là một số đất nước khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ạ.